Rồi, hai xin chào bạn mình là Tròn ha. Clip các bạn đang xem đó là 1,5 kg cá coi. À, loại sắc màu 40 tờ vé số cho 1 kg. 1 kg từ 15 cho đến 20 con và 4 em cá coi bướm cực kỳ là đẹp luôn. 4 em cá coi bướm thể loại 4 màu khác nhau ha các bạn và 1,5 kg cá loại sắc màu mình đang chuẩn bị gửi cho anh Phát ở Cần Giờ. Rất là cảm ơn anh Phát lần đầu tiên đã ủng hộ bên mình rất là nhiều cá như thế này ha. Thì cá bên mình đối với Cần Giờ thì mình sẽ gửi xe buýt về ha các bạn. Xe buýt đi tầm cỡ khoảng buổi chiều, tầm cỡ khoảng 2 tiếng là có thể tới Cần Giờ rồi. Cho nên các bạn nào ở Cần Giờ mà yêu thích cái dòng cá coi bên mình á thì cứ liên hệ với mình ha. Các bạn muốn liên hệ thì ở bên trong cái hình avatar của mình có số, các bạn cứ vào đó là thấy ha. Cá sẽ được đóng hai lớp bao bơm căng khí oxy, sau đó là mình sẽ đem ra nhà xe mình gửi đó. Thì hiện tại bên mình sẽ có dòng cá coi mini 50 tờ vé số cho 1 kg, 1 kg từ 50 cho đến 60 con và loại sắc màu 40 tờ vé số cho 1 kg, 1 kg từ 15 cho đến 20 con như các bạn đang xem trên clip. Cá bên mình giao tất cả các tỉnh thành, ở đâu mình cũng có thể giao cho các bạn được hết, cho nên các bạn cứ thoải mái lựa chọn ha. Khi mà nhận cá, các bạn có thể quay clip lại khi mà khui thùng cá, nếu thùng cá có vấn đề rủi ro gì, bên mình sẽ đền bù lại cái lô cá khác cho các bạn hoặc hoàn lại toàn bộ cái xính lễ mà các bạn đã gửi cho mình. Cho nên các bạn cứ yên tâm cái vấn đề bảo hành cá khi vận chuyển ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye!